Ngày 10 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ký kết quy chế phối hợp đấu tranh chống buôn lậu. Lễ ký kết có sự tham dự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Bùi Mạnh Cường. Thời. Tại lễ ký kết, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã cảm ơn sự quan tâm hợp tác của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao với Bộ Tài chính trong thời gian qua và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và kết quả trong công tác đấu tranh điều tra, khởi tố các vụ việc vi phạm pháp luật giữa cơ quan hải quan và vụ thực hiện quyền công tố và kiểm soát điều tra kinh tế đạt được trong thời gian vừa qua. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng Nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của vụ thực hiện quyền công tố và kiểm soát điều tra án kinh tế trong quá trình giải quyết các vụ án, cơ quan hải quan đã khởi tố được nhiều vụ án buôn lậu lớn, đặc biệt nghiêm trọng, ra truy tố xét xử nghiêm minh. Nhân dịp này, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng mong muốn Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo sát sao vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát điều tra án kinh tế tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các lực lượng điều tra của Bộ Tài chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên thực tế, từ tháng 5 năm 2013, hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu hải quan và đạt được kết quả nhất định. Tính từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, đã chuyển hồ sơ 39 vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát điều tra án kinh tế để phối hợp thống nhất đường lối xử lý. Kết quả, cơ quan hải quan đã tiến hành khởi tố 36 vụ chuyển nhiều vụ việc cho cơ quan công an điều tra, đề nghị khởi tố, xử lý hành chính 91 vụ, thu về cho ngân sách hơn 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai lực lượng cũng cho rằng có hạn chế cần khắc phục nên việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Theo đó, quy chế phối hợp giữa hai đơn vị có những nội dung mới trong đó thể hiện các nội dung mới của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 liên quan đến công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tăng cường phối hợp trong việc thông báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, xử lý vi phạm, khởi tố giải quyết vụ án hình sự theo các quy định của pháp luật. Và cứ 3 tháng một lần, hai đơn vị có hoạt động phối hợp định kỳ để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp. Trước đó, ngày 9 tháng 8, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ thượng cờ và chính thức bàn giao tàu tuần tra cao tốc HQ119166 cho Hải đội kiểm soát trên biển, khu vực miền Bắc, Hải đội 1. Đây là con tàu có tính năng hiện đại, được trang bị máy bay không người lái, có thể bay cao tối đa 5.000m, tốc độ 100km h có khả năng di chuyển trên cao giám sát được các hoạt động trên các cửa khẩu đường mòn, mở lối đường bộ, đường biển. Việc đưa vào vận hành tàu tuần tra cao tốc hiện đại này sẽ giúp lực lượng chống buôn lậu hải quan nâng cao năng lực hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu trên biển, góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền quốc gia.